Giờ này mà bà nào chưa biết cái mẹo canh thời gian luộc gà nè. Luộc gà làm sao cho bóng, không có bị nứt, lại vàng ươm như thế này thì phải bơi vào cái clip này nha. Hôm nay thì tôi dùng gà đất đỏ của Bách Hóa Xanh. Con này thì nhỏ nhỏ tầm khoảng có 1 kg thôi nha mấy bạn. Mua về rửa nước muối cho thật là sạch. Sau đó là tôi sẽ xát cái bột nghệ bên ngoài lớp da. Còn bạn nào có nghệ tươi thì thay bằng nghệ tươi thì nó sẽ thơm hơn. Để cho món này nó không bị hôi với lại tanh cái mùi nghệ nhiều thì các bạn sẽ chần sơ với nước sôi và gừng. Xong rồi gấp ra ngay. Rồi bây giờ mới là bước luộc này mọi người. Cho vào nước lạnh là gừng, hành khô, muối. Rồi cho gà vào, đóng nắp lại, mở lửa thật là to. Khi nào mà nước bắt đầu sôi lên thì mọi người sẽ mở lửa thật là nhỏ lại, để đến khi mà nước còn sôi hơi lăn tăn thôi nha. Và thời gian để luộc thì ví dụ như con gà 1 kg thì mọi người sẽ luộc khoảng 10 phút. Cuối cùng thì mọi người sẽ tắt bếp và đợi con gà này trong nồi khoảng 10 phút nữa. Xong rồi phải gấp ra, cho ngay vào một thau nước đã lạnh. Tới bước này thì tôi chắc là nhiều nhà không có sử dụng cái phương pháp này nha. Nhưng mà đây chính là một cái mẹo để cho da gà giòn, không có bị bở, bên trong thì không bị đỏ, thịt vừa chín tới luôn. Trong cái clip sau thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm nước chấm thần thánh của món gà này nha.